gặp anh trai lụy tình có tư tưởng biến thái. Anh bị xuống tinh thần khi bị bỏ. Ai chẳng bị xuống tinh thần khi bị bỏ, làm gì có ai bị bỏ mà vui hả anh? Chả có ai bị bỏ mà vui cả, em cũng thế. Con người chúng ta đều thế, nên là chấp nhận nó đi. Chả qua là khi mà mình bị bỏ rồi thì mình làm gì mình chấp nhận là một. Thứ hai là mình nghĩ đi, là nếu mình không chấp nhận thì sao? Thì cũng chả giải quyết được cái mẹ gì cả, đúng không? Thì cái người khổ chỉ có mình thôi. Thì mình cứ sống như thế mãi, mình cứ ngày nào mà mình còn buồn á, là ngày đấy cuộc sống của mình nó còn đi xuống. Bây giờ mình muốn đi lên thì mình phải nghĩ là thoáng ra, mình phải chấp nhận nó. Mình làm gì để cho mình đỡ buồn đi? Chứ mà ai bị bỏ chả buồn đấy. Sau này nó lấy người khác lên giường ăn ở, sao anh chịu được cảm giác đó? Đấy là quyền của người ta mà anh, người ta cưới ai thì người ta ở với người đấy, người ta phải ăn ở với người đấy chứ, hỏi cái gì, nói cái gì vậy? Cái gì đây? Anh không muốn như vậy. Cái gì? Anh không muốn như vậy. Như vậy anh rất đau lòng. Anh đâu muốn người phụ nữ mình ăn ở với ai. Ui. Nhưng mà người ta có phải là của anh nữa đâu. Emotional damage. Ủa alo? Ủa chứ bây giờ anh nghĩ là, anh nghĩ là thế có những người, người ta yêu nhau một thời gian xong rồi người ta chia tay thì người ta không được ở với người khác à? Bây giờ anh buồn cười thế. Có những người, người ta yêu nhau một thời gian xong rồi người ta chia tay thì người ta yêu người khác. Người ta kết hôn với người khác là chuyện bình thường mà, chứ đâu phải là cứ yêu ai thì sống với người đến hết cuộc đời đâu. Đúng. Người ta có phải là của anh nữa đâu. Lúc mà người ta yêu anh thì người ta là của anh, còn bây giờ người ta không, bây giờ người ta chia tay anh rồi thì người ta là người độc thân, là người ta tự do, người ta yêu ai là việc của người ta. Chứ anh mà giữ cái suy nghĩ đấy là mẹ anh dễ là cầm phóng lợn đi xuyên người ta lắm ấy này. Đây là cái tư duy của những cái người mà ích kỷ, những cái người mà kiểu đầu óc xa xa hơn này, đầu óc có vấn đề này. Em ơi, sợ vãi. Bây giờ chia tay của người ta mà lại không cho người ta lấy người khác, không cho người ta yêu người khác, không cho người ta cưới người khác. Xong rồi lại còn nghĩ đến cả cái cảnh mà người ta ăn ở với người khác không chịu được nữa. Ui, sợ vãi. Eo ơi, nó đáng sợ ấy, chứ nó không phải là ấy đâu, nó ghê ấy các bạn. Anh ơi đừng nghĩ như thế, điên à. Sao ấy? Kinh đấy cả đấy. Sợ vãi ạ. Ừ, lại còn anh không chịu được nữa chứ. Mẹ anh thấy là dễ nghi quẩn lắm ấy này. Đã chia tay rồi thì lơ đi là được, dễ mà nhỉ, không quan tâm cái ký ức với họ nữa là tốt hơn á. Không, mình nghĩ là lơ đi là một cái cách, một cái kình hình thức mà mình đang trốn tránh ấy. Còn nếu mà mình suy nghĩ về nó, mình chấp nhận nó, mình suy nghĩ không phải là suy nghĩ tiêu cực nhá, mà mình chỉ nghĩ xem là tại sao lại như thế. Còn cách nào để có thể cứu vãn được không? Nếu mà mình cứu vãn thì sao, còn mình không cứu vãn thì sao? Tức là mình nhìn nhận, mình nhìn thẳng vào vấn đề á, thì mình sẽ dễ chấp nhận hơn. Chứ mình không phải trốn tránh. Mình nghĩ là lơ đi là một cái hình thức trốn tránh thôi, chứ không phải là, chứ không, nó không về lâu về dài nó không giúp mình thực sự là mình thoát khỏi được cái ám ảnh đấy đâu á. Lại con xin lỗi bố mẹ là đi, kinh thật á. Ừ, anh ghét vậy thì vẫn phải chấp nhận thôi. Chứ có phải là cuộc đời này, có phải là mình muốn cái gì là mình được cái đấy đâu. Quá chuẩn. Chia tay không dứt khoát, chỉ giày vò nhau thôi. Nắng ơi, vẫn là câu chuyện hôm qua. Nắng ơi, mình có một chút chuyện muốn nhờ nắng tư vấn một chút. Chẳng là mình chia tay được khoảng 6 tháng rồi, nhưng mà tối hôm qua cô ấy tác mình vào một video TikTok buồn rồi kèm theo dòng comment: anh à, thật sự em mất anh thật rồi, mình cũng sắp sang bên Hàn Quốc, mong nắng cho xin lời khuyên được không ạ? Đúng là khó ấy. Khó dữ đấy. Bạn có thể nói chuyện với bạn đấy xem sao, xem là hai người kiểu có hàn gắn được không, hay là hai người mong muốn như thế nào. Nhiều khi người ta kiểu sau khi chia tay người ta chỉ bị cái hiệu ứng là buồn sau chia tay thôi, chứ chưa hẳn là muốn quay lại đâu. Nên là cứ nói chuyện với nhau để rõ ràng, rành mạch hơn, để mình đỡ bị kiểu hối tiếc về cái gì. Để mình nói chuyện với nhau để mình không hối tiếc sau này thôi, chứ còn có giải quyết được hay không thì phải nói chuyện với nhau mới biết được. Chứ mình là người ngoài cuộc, mình chỉ nghe thế thôi. Bây giờ bạn cứ để trong lòng, bạn cũng không nói chuyện với người ta, bạn cũng không giải quyết, bạn bứt rứt, bạn khó chịu thì sao, đúng không? Quay lại rồi cũng chia tay tiếp á. Điên là đầy người, người ta quay lại cái cưới nhau mà nói gì á. Quay lại có đến được với nhau hay không còn phụ thuộc vào hai người nữa. I donate 100k đây Nguyễn Văn. Từ từ đã, vừa nãy mình đang định nói cái đéo gì xong rồi mình nói hồi, nói chuyện lọ sọ chuyện kia xong mình quên mất tiêu ấy nhở. Chia tay rồi quay lại lại có lần thứ hai sợ lắm á. Thì mới bảo là quay lại thì phải như thế nào, phải khác so với lần một, chứ không phải cứ quay lại là vẫn như cũ thì chẳng chia tay, đúng không? Bây giờ các bạn quay lại mà ví dụ không khác gì, các bạn kiểu như là các bạn làm bài tập, nhưng mà các bạn kiểu sau khi các bạn làm điểm kém, các bạn không rút kinh nghiệm, thì các bạn làm lần thứ hai hay lần thứ 200 thì các bạn vẫn sẽ fail, các bạn cái điểm nó vẫn như thế, nó chẳng thay đổi gì cả. Trừ khi các bạn làm xong lần thứ nhất xong rồi các bạn tra lại kết quả, các bạn kiểu như là biết được mình sai cái gì, là sao các bạn sửa thì điểm mới cao được chứ.
Chứ bây giờ cãi nhau vì những cái tính đấy, về những cái nét đấy mà không sao quay lại không sửa được thì nó lại đi vào cái vết xe đổ đấy thôi, nó không thể khác được. Trường hợp của tớ khác lắm, yêu nhau chưa từng cãi nhau đến một lần nào cả. Lúc nào cô ấy cũng nói chuyện với mình, nhưng mà gia đình mình bảo mình sang bên Hàn Quốc làm việc rồi. Sau vài ba ngày cô ấy nói lời chia tay, đến tận hôm qua cô ấy mới nhắc đến mình. Thực sự giờ mình không biết nên mở lời hay là giữ kín nữa. Mối tình nào cũng trải qua nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như này, khó xử thật nắng ạ. Vấn đề là bây giờ bạn chuẩn bị đi rồi, bây giờ bạn cũng không thể làm gì được nữa, đúng không? Tức là bạn không thể thay đổi cái việc là bạn sẽ đi được. Đấy, thì bạn có thể nói chuyện với người ta rằng là cái việc bạn sẽ đi ấy, nó là cái việc không thể thay đổi được. Còn nếu mà người ta cảm thấy là vẫn còn tình cảm, vẫn muốn duy trì thì sẽ yêu xa. Còn nếu không thì thôi, mình cũng nói dứt khoát với nhau. Chứ cứ như thế để làm gì? Cứ kiểu như là cứ thể hiện với nhau, không phải thể hiện với nhau. Kiểu như là cứ phải kiểu như là không nói rõ ràng với nhau, cứ phải đoán đi mệt vậy. Mình đã chủ động nhắn tin nhưng cô ấy không rep mình. Nhưng hôm nay cô ấy đăng video về mình rồi xét gửi lời yêu thương tới anh lần cuối rồi tag mình vào vô số các video buồn nữa. Ủa vậy là thế nào hả nắng? Mình xin lời khuyên á. Mẹ sao cứ làm khổ nhau thế nhỉ? Bạn cục lên. Bạn nhắn tin bảo là em đừng làm như thế nữa. Em đừng kiểu như là mẹ hết khôn dồn dại nữa. Em đừng có mẹ giày vò anh và giày vò cả em nữa đi. Em nói chuyện cho rõ ràng nào, em muốn yêu thì quay lại với nhau, còn không muốn yêu thì thôi. Buông tha, tao còn đi Hàn Quốc. Mẹ sắp đi rồi mà lại cứ kiểu như là nhắn tin thì không trả lời nhưng mà vẫn cứ tắt cái này xong rồi share cái kia để giày vò nhau để làm cái gì. Bây giờ bảo là bây giờ thì có muốn yêu không? Bây giờ người lớn rồi nhá, chọn cái gì thì dứt khoát lên, đừng có làm khổ nhau. Đúng. Yêu thì tiếp tục, còn không yêu thì thôi. Thì đừng có mà làm những cái hành động mà nó kiểu ngu xuẩn ấy, làm những cái hành động mà ảnh hưởng đến người khác nữa đi. Đừng có để cho cái cảm xúc của mình giày vò người khác. Mẹ tao còn phải làm, còn phải ăn chứ. Mẹ bố mẹ già ở nhà đang chờ tao đi làm, tao nuôi đây này. Mà bây giờ mà sắp đi đến nơi rồi buồn chết mẹ được, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bố mẹ. Xong rồi giờ lại người yêu cũ lại cứ như thế nữa, sao khổ thế nhỉ? Hay nhỉ, sao cứ thích giày vò nhau thế? Mình có thể dứt khoát lên cho cuộc đời đỡ khổ đâu. Dấu hiệu bất bình thường của bản thân khác giới. Chị ơi, chị nắng ngồi ghế mới phê không? Không, ngồi ghế này đau đít. Chị ơi, người yêu em trong lớp cứ cho con bạn thân khác giới của nó nắm tay gác chân rồi ôm ấp trong giờ thì nên chia tay hay suy nghĩ lại á? Đủ má chị là chị chia tay ngay từ đầu rồi ấy. Em vẫn còn chịu được bây giờ thì em giỏi. Em pro, em đỉnh cao. Nắm tay. Eo ơi, mình nghĩ đến cái việc người yêu của mình mà kiểu như là mình cũng biết được là nếu mà mình vô lý quá thì cũng không chấp nhận được. Nhưng mà ví dụ như là người ta mà có những cái động thái mà quá là ga lăng với một người con gái khác mà mình đã thấy mẹ nó hơi ô dè rồi. Ví dụ nhá, người yêu mình có người yêu mà kiểu bạn thân khác giới của nó mà lại chết đệ không phải nó, ý mình là bạn ý mà có bạn thân khác giới xong rồi là cứ đi qua là mở cửa cho, đúng không? Tức là kiểu lúc nào cũng ga lăng ấy trong mọi hành động luôn, kiểu chưa tính cái đoạn là chưa nắm tay nắm chân, chưa có ôm ấp gì đâu nhá, mà chỉ cần lúc nào cũng đi đằng trước mở cửa cho, lúc nào cũng kiểu lên xe là kiểu đỡ lên hay là kiểu gọi là đỡ lên đỡ xuống, xong rồi là gạt chân chống xe cho, gạt cái chỗ để chân các thứ cho, đi ăn các thứ là lúc nào cũng lau thìa lau đũa lau bát rồi là cẩn thận từng tí một, là mình nhìn là mình đã thấy sai vãi cả đái rồi. Thằng nào mà nó lại như thế, không bao giờ có một cái mối quan hệ nào mà nó bình thường chỉ là đơn thuần là bạn bè mà lại như thế. Có những cái mối quan hệ á, nhìn bên ngoài nó là bạn bè nhưng mà bên trong nó lại không như thế, tức là giao diện với cả nội dung nó hơi mâu thuẫn một tí á. Đấy thì cái đấy mình có thể cảm nhận được mà. Ví dụ như là các bạn mà có những cái mối quan hệ là friend zone ấy thì các bạn sẽ biết được là mặc dù về hình thức hai người là bạn bè với nhau đúng không, nhưng mà người ta vẫn sẽ có những cái hành động cực kỳ là quan tâm và cẩn thận hơn với các bạn hơn những cái mối quan hệ khác. Các bạn chỉ cần thấy nó nhẹ nhàng với các bạn hay là nó giúp đỡ các bạn hay cái gì thôi là thấy sai đã cả đái rồi. Thế nên là chị mà có người yêu nhá, mà người yêu chị chưa cần nắm tay nó đâu, mới chỉ cần như thế thôi là chị mẹ phải nghi ngờ rồi. Chắc chắn là phải nghi ngờ rồi, bởi vì là con người không có ai như thế đó. Tức là ga lăng thì nó cũng chỉ ga lăng ở một mức độ ấy thôi. Ví dụ như là mình đánh giá dựa trên là nhiều hành động chứ không phải một. Nếu mà chỉ có một lần mà đi trước mở cửa cho thôi thì không sao, nhưng mà lúc nào cũng như thế, nó thành một cái phản xạ và nó thành một cái hành động mà kiểu có điều kiện rồi là mình phải suy nghĩ, đúng không? Mình không thể coi như là giả mù giả điếc được. Hay là ví dụ như gì nhỉ, ví dụ như là các bạn hay đặt cho mình câu hỏi là người yêu như thế này người yêu như thế kia thì có vô tâm hay không á, thì như mình nói đấy, nếu mà nó chỉ có một hành động thôi á thì các bạn có thể coi đấy là vô tình chẳng may. Ví dụ như là bình thường người yêu vẫn luôn quan tâm, vẫn luôn chăm sóc mình, nhưng mà hôm đấy tự dưng nó ngủ sớm mà nó kiểu như là
nó bảo là anh đi ngủ đây, xong rồi là mình vẫn thấy nó online. Nhưng mà những ngày khác nó không như thế, nó chỉ có một hôm như thế thôi, thì khả năng là hôm đấy nó đang đi ngủ thật nhưng mà nó dậy nó buồn đái, có nó đi đái xong vào nó bật điện thoại lên thì nó online, hoặc là nó quên tắt màn hình điện thoại thì điện thoại nó vẫn đặt nó vẫn ở chế độ online, tức là nó chỉ có một hai lần thôi á, thì mình có thể coi như đấy là cái kiểu như là mình có thể nghĩ đấy là một cái trường hợp vô tình như vậy thôi. Nhưng mà nếu những cái đấy nó cứ lặp đi lặp lại quá nhiều ấy, nếu mà khiến cho các bạn nghi ngờ thì mình nghĩ là nó phải có nhiều hành động rồi chứ không phải là một hành động đâu. Đúng. Ví dụ như là lúc nào cũng kiểu như là sao anh không trả lời tin nhắn của em, lại bắt đầu anh bận nay, anh bận công việc này, anh bận công việc kia, xong mai đấy nay chết rồi, nay anh quên cái này quên cái kia, chuẩn bị đến giờ đi hẹn rồi, thôi chết rồi, anh nhà anh lại có việc. Tức là nó lặp đi lặp lại quá nhiều và nó có nhiều thứ khiến các bạn nghi ngờ, thì lúc đấy các bạn nên nghi ngờ. Tức là một hai lần thì có thể không sao nhưng mà nhiều lần thì mình nên nghi ngờ đấy. Cái mình nghĩ là cái trực giác của con gái hay trực giác của loài người nó khá là chính xác ấy. Chị Nàng nói thế mất quan điểm á? Sao lại mất quan điểm? Em phải phản biện đi chứ. Em lại nói mỗi một câu như thế mà em không có cái ví dụ hay chứng minh gì cho cái luận điểm của em là sao? Ngoài sự ngẫu nhiên thì có thể nghi thật á. Tức là ngẫu nhiên thì nó chỉ có một hai lần thôi, chứ nó không thể nhiều lần như thế được. Các bạn hiểu không? Không thể nhiều lần như thế được. Một hai lần thì mình còn có thể xòe xòa được. Ví dụ như là hôm đấy người yêu của mình tự dưng không nhắn tin cho mình cả ngày luôn, xong rồi sau đấy nói với mình là bận. Thì khi mà mình yêu người ta ấy, mình biết công việc của người ta là gì, mình tự biết được là đối với cái công việc đấy thì liệu là có thể xảy ra cái trường hợp là bận cả một ngày như thế hay không. Với cả trước giờ người ta không có như thế, chỉ có một lần thôi, và sau đấy người ta cũng không như thế nữa thì không sao. Nhưng mà mẹ bắt đầu từ cái đoạn tự dưng hôm nay kiểu như là anh bận, xong mai anh cũng bận, thì kia anh cũng bận, là mình nên nghi ngờ đấy. Mình nên bắt đầu kiểu cảm thấy là nó sai sai rồi đấy. Hồi xưa mối tình cấp 3 chia tay vì ngủ quên nhiều lần khi nhắn tin án nắng, hứa ngày nào cũng ngủ quên đến mười mấy lần á. À không, tùy nha. Ví dụ như là trước kia mình có quen một người cũng rất là hay ngủ quên, và cũng hay kiểu như là cũng nói chung là tức là cái thể trạng người ta như vậy, người ta rất là dễ ngủ quên, nhưng mà bình thường người ta luôn quan tâm và luôn lo lắng cho mình, chỉ có mỗi một cái đấy thôi á thì không sao. Cái đấy cái việc mà người ta có quan tâm mình không, nó còn thể hiện trong cái cách nhắn tin, cách nói chuyện, cách quan tâm nữa mà. Ví dụ như là anh ngủ quên các thứ nhưng mà bình thường vẫn thờ ơ, vẫn kiểu như là quên này quên kia, không nhớ được cả, không để ý được mình nói cái gì, không để ý đến lời nói của mình, không quan tâm mình, thì cái đấy nên nghi ngờ chứ.